Dạ, lần đầu tiên cho phép Hảo Nhân mến chào cả nhà thân thương đang xem bên kênh Hảo Nhân Vlog nha cả nhà. Hôm nay thì phải có một cái thông tin rất là đặc biệt mà Hảo Nhân muốn chia sẻ cho cả nhà mình nghe cũng như là được biết nha cả nhà. Đó thì mới đây đó cả nhà, thì Hảo Nhân có xem qua một cái clip của mẹ con cô Sáu, như là cô Sáu đó cả nhà. Một cái clip đó Hảo Nhân nghe không phanh đó, rất là nhiều chuyện mà mình cảm thấy nó sai chỗ nào đâu cả nhà. Sai đâu chỗ nhà nào cả nhà. Cô Sáu muốn giành lấy một cái nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cả nhà để mà thờ tổ tiên gia đình. À, cả nhà nghe không? Đó là một người rất là, nếu mà ai mà chưa xem qua cái drama này và chưa hiểu về cái cô Sáu này thì cả nhà mình nghĩ là cô Sáu này rất là có hiếu, rất là đáng thương. Đó, tại vì xem qua cái clip đó thì mình sẽ cảm nhận được là cô Sáu khóc rất là nhiều cả nhà, và nước mắt khóc từ đầu tới cuối luôn. Đó, cảm thấy là một người biết hối lỗi đó. Và trong những cái lời nói của cô Sáu này thì Hảo Nhân nghe phong phanh á, là cô cũng có khịa rất là nhiều cả nhà. Cô nói là từ lúc mà anh mất đi rồi á, thì cô ngủ không được và cô khóc cũng rất là nhiều đó. Khóc rất là nhiều nên đôi khi mà cô khóc á, cô không có dám cho con gái cô biết. Cô không dám cho con gái cô biết vì sợ con gái của cô sẽ lo lắng cho cô vì tuổi cô đã già rồi cả nhà, nên rất là lo sợ là cô sẽ bị bệnh cả nhà, nên cô khóc, cô không dám nói cho con gái cô biết đó. Thì nay cô nói rồi đó, thì ai cũng biết. Và sau khi mà nghe câu nói đó, mình thấy mình cũng mắc cười cả nhà. Tại sao mà khóc không cho con gái cô biết? Nằm ngủ không chứ khóc cho không cho cô gái cô biết, nhưng mà lên mạng khóc cho cả thế giới đều biết. Cái chuyện này thấy sai nha, nó dẫn dắt dư luận rồi. Bây giờ là thua đủ kiểu rồi, thua đủ kiểu đủ đường rồi, không còn đường nào để mà gỡ lại được cái nhà. Bây giờ chơi truyền thông luôn, chơi truyền thông để chi? Để mà người ta đáng thương mình, người ta tội nghiệp mình. Có nhiều người ta không xem được hết, nhưng mà tôi không biết á, nghĩ là cô này chắc đáng thương lắm. Nhưng mà nếu hiểu hết rồi á, cái ngày mà bị cho ra khỏi nhà đó cả nhà, thì Hảo Nhân có nhớ là 3-4 người đến trước nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Hiện tại Hảo Nhân đang ngồi trước nhà chị Hồng Loan luôn đó. Thì tới đây cả nhà làm gì không cả nhà? La làng la xóm luôn, và có những câu nói mình phải nói là mình đã lớn rồi, tại sao và nói những câu xúc, nói trong cửa miệng, nói những câu nói đó nó không có văn minh và nó không có lịch sự tí nào hết trơn đó. Được người trong nhà tích sức camera lại và chia sẻ cho mọi người xem biết cái con người của cô Sáu này như thế nào. Trong cái lúc mà cái clip mà Hảo Nhân xem ở cả nhà, thì Hảo Nhân có cảm nhận như thế này cả nhà. Thì Hảo Nhân sẽ nói cả nhà nghe nha. Cô Sáu có nói như thế này, nói là tôi có khóa như thế nào, tôi có làm gì nữa thì tôi cũng chỉ là xài tiền của anh hai tôi thôi, của anh tôi thôi đó, chứ tôi không có là xin tiền của ai đó. Nghĩ sao mà lại nói câu nói đó cả nhà, nghĩ sao mà lại nói câu nói đó? Thấy bác Năm có, bác Năm làm có tiền, có danh tiếng, có của, có tài sản, cô cháu cô Sáu này trời ơi, nghĩ sao đi cờ bạc, và cờ bạc bán luôn 5 căn nhà, nắng 5 căn nhà, trong đó có căn nhà từ đường nữa cả nhà. Căn nhà từ đường là sao? Căn nhà từ đường là để mình thờ ông bà tổ tiên của mình, mà nở lòng nào dồn bất năm và đường cùng để mà bán đi căn nhà đó, lấy căn nhà đó bán đi để mà trả những cái nợ của cô cho mình đó. Cả nhà thấy không, thấy ghê gớm không? Quá là ghê gớm với một con người. Tại vì bác Năm rất là thương anh em, nên đôi khi gặp nạn thì mình không bỏ được. Tại cả nhà mình biết rồi, dính vô cái giới đó thì nó rất là nhiều chuyện luôn đó. Đó, không bỏ được nên thấy vậy làm hoài đó. Cả nhà nhắm đi, 5 căn nhà và 11 lượng vàng, cả nhà thấy đâu phải chịu, phải chuyện đơn giản đâu. Người bình thường sẽ không bao giờ làm được như thế được, không thể nào mà làm được, kiếm được nhiều tiền như thế được. Tại vì bác Năm là một cái ông hoàng hồ quảng, lời ca giọng hát rất là hay, và đi đây đi đó thì được rất là nhiều người yêu thương, và cũng có tặng tiền này kia, bác gom góp lại, bác
để dành tiền bác mua nhà, mua cửa, mua đất, dành dụm tiền vàng lại để mày về sau lo cho con cháu trong gia đình, như là giống như là chị Hồng Loan. Bác Năm đã nói rất là nhiều lần rồi, bác Năm chỉ có một người con thôi, chính là Hồng Loan, con gái của bác Năm. Bác Năm đã nói đi lại rất là nhiều lần rồi, chẳng qua là mẹ con cô cháu gái này quá nhầm hiểm, và theo dân nghĩ bây giờ chắc là cũng là thiếu nợ nhiều lắm, nên muốn tranh giành cái nhà này để mà trả nợ đó. Cái nhà này là mẹ con cô cháu gái đó, thưa chị Hồng Loan, nó để lấy luôn cái nhà này, nó để cái nhà với nó làm gì không, để thờ ông bà tổ tiên, nó để làm nhà từ đường. Ô, nếu mà có cái lòng tốt như vậy rồi, tại sao lúc trước mà có căn nhà từ đường lại đem đi bán đó, bây giờ còn chỉ còn một căn nhà duy nhất thôi, thì bây giờ cũng đòi. Ủa, thờ thì có người thờ rồi, chị Hồng Loan, anh Thành Mỹ, mọi người trong nhà đã thờ rồi, cần gì tới cô Sáu nữa. Ủa, mượn cái danh để có căn nhà để thờ, để mà vô có giấy tờ rồi để đi bán tiếp hả, hay sao, hay chuyến nào tập cũ để có tiền để cờ bạc tiếp, đúng không nha? Quá trời quá đất rồi, ngày qua lên khóc nói chuyện vậy đó cả nhà, hay chịu nổi không? Nói là người ta tấn công mình, người ta hại mình. Ủa, mình không hại người ta làm sao ta nói? Người ta nói á, rồi đều có là đều có hết đó. Thấy được thì mới nói được chứ, đúng không nhà? Nhà hay ghê không? Ghét mà lúc mà bác Nam mới mất đó, dùng truyền thông lúc đó chị Loan á, trời ơi, truyền khô cả nhà, chị Hiền khô luôn. Nhân cảm nhận cho Nhân coi mấy clip lại, Nhân biết được á, chị Hồng Loan chị Hiền mà chị không biết nói chuyện luôn á, không biết nói chuyện có nghĩa là không biết, lúc đó quá đau lòng rồi, không biết nói chuyện như thế nào để mà trả lời với truyền thông đó. Thì cái cô cháu gái thì mới đứng lên nói là như thế này, mới đứng lên nói á, đây chỉ là con nuôi thôi đó, chịu nổi không? Dùng truyền thông lúc mà bác Năm đang mất mà có cái mưu đồ thì thấy thôi, mới chỉ cho ở nhà có 2 năm thôi đó cả nhà, thấy ghê gớm không? Đó, nói với trước truyền thông á, là chị Hồng Loan thế là con nuôi thôi đó, để mà hai mẹ con độc chiếm căn nhà này nữa. Trước khi mà bác Năm mất á, là bác Năm đã bệnh tới trước rồi cả nhà, thì trong lúc đó là mẹ con của cháu gái này á, là âm mưu sẵn rồi, đi từng bước hết rồi. Nếu mà không có chị Ni vào trong cuộc á, thì không ai biết được. Và cũng như là chị Ni á, nói chuyện với Hồng Loan, em hãy nói tất cả những câu chuyện cho chị biết, để chị biết đường chị làm việc. Và chị Hồng Loan tin tưởng chị Ni và nói hết tất cả cho chị Ni biết, và làm từ từ gỡ từ từ ra. Cái nhà hay ghê không? Đó, mới đẩy mẹ con của cháu này ra đó. Lúc đó nha cả nhà, tất cả những anh em YouTube quay là không được quay luôn nè. Cái nhất, cái thứ hai nữa là chuyện này cả nhà kể cho nhà nghe nè, là làm giấy tờ đứng tên BH luôn đó, là chị Hồng Loan mới lấy lại đó. Đó, cả nhà thấy đơn giản thôi, cái chuyện nào ra chuyện nào, đúng không? Đó, bây giờ nó lấy lên đó, bây giờ muốn đập bản quyền hình ảnh đập thì sao được nữa mà đập. Nhiều anh em YouTube bị đập. Bây giờ nếu mà anh em nào mà theo bảo vệ chị Hồng Loan đến thời điểm bây giờ là rất là mừng, lấy những hình ảnh của bác Năm đăng, mình lên mình làm việc, mình nói tốt hay là mình chia sẻ những cái tốt thì sẽ rất là mừng, vì không bị cái mẹ con của cháu gái này đập nữa. Và sẵn đây Hồng Nhân chia sẻ cả nhà một cái chuyện nữa rất là quan trọng luôn. Với đây á, thì Hồng Nhân có nghe ra được một cái thông tin mà nghe không biết có hay không nha cả nhà, chỉ nghe thôi, chừng nào mà chính xác rồi cả nhà mình sẽ biết nha. Nghe nói là sắp tới đây là mẹ con của cháu gái này sẽ thua 2 kênh YouTube ở trên mộ. Và 2 anh em YouTube trên mộ này phải nói là bảo vệ trên mộ cũng rất là dễ thương, rất là hiền. Nhưng mà có cái là hay lấy hình ảnh của mẹ con của cháu gái này. Thì nghe nói là 2 mẹ con này sẽ đập gậy. Thua. Thua cả nhà, phải đập gậy, xin lỗi nha. Thua. Của 2 anh em YouTube giảnh. Tại vì Hậu Nhân có nghe nói như thế này, nói là những anh em đó chuyên lấy hình ảnh của mẹ con của cháu gái này để mà đăng lên, mà kiểu như nói không tốt về mẹ con của cháu gái này nên tức cho nhà. Thưa, thấy ghê chưa?
Rồi mình không tốt thì nó không tốt thôi. Chứ không lẽ mình không tốt mà kia người ta nói tốt, sao nói tốt được? Sao nó nói tốt nó ngượng cái miệng lắm. Đúng không nha? Nó tốt ngượng miệng lắm. Có nhiều người hào nhân cũng có nói chuyện rất là nhiều người. Nhiều khi nhiều người nói trời ơi sao mỗi khi mà tôi nhìn cái cặp mắt của anh này tôi thấy tôi sợ quá. Nhìn nó ghê ghê thì sao? Thiệt, nếu mà nhìn thẳng vô mặt cái cô Sáu này, nhìn thấy cặp mắt của cô Sáu này ghê lắm nha. Xéo xéo ghê lắm. Rất là sợ. Rất là đáng sợ luôn, chứ không phải nói là rất là sợ. Hậu nhân thấy hậu nhân còn ớn. Thật sự mà lúc mà hậu nhân mới làm nghề này, hậu nhân phải nói là không biết cái gì chứ. Và giờ hiểu được lòng người có nhà nó đáng sợ làm sao đâu. Sợ lắm. Ghê, nham hiểm, độc ác. Không phải của mình mà dám vô tranh giành. Tại lúc tại giờ hậu nhân nói câu chuyện này cả nhà nghe nha. Tại sao Bắc Nam không làm gì chút? Cả nhà biết lý do làm sao Bắc Nam không làm gì chút cho chị Hồng Loan không? Tôi kể cho nhà nghe luôn. Có hai cái nguyên nhân mà Bắc Nam không làm gì chút. Nguyên nhân thứ nhất á là Bắc Nam đã nói với Thiền Thông rất là nhiều lần rồi. Bắc Nam chỉ có một người con gái thôi, là Hồng Loan. Là cái đầu tiên. Đó, nói rất là nhiều lần là nói chị Hồng Loan rồi, là con gái rồi. Cái thứ hai mà Bắc Nam không làm gì chút á, tại vì biết mẹ con cô cháu gái này rất là nham hiểm. Tại vì không là cái nguyên nhân là không làm gì chút cũng như là làm gì chút rồi cả nhà. Đã nói là con của người ta rồi mà. Đúng không? Chị Hồng Loan là người thừa kế thứ nhất cũng như là người thừa kế duy nhất là như là sao? Là như thế này, chị Hồng Loan là đã hợp pháp rồi. Con của người ta mà. Tại vì Bắc Nam không làm gì chút biết thế nào là chị Hồng Loan có đụng chuyện thế nào là chị Hồng Loan cũng thắng. Đúng không nhỉ? Đụng chuyện thì chị Hồng Loan có thắng thôi. Người ta là hàng thừa kế thứ nhất cũng là hàng thừa kế duy nhất, còn mẹ con của cháu gái đâu phải là hàng thừa kế thứ nhất hay là hàng thừa kế nhất, còn chỉ là hàng thừa kế thứ hai thôi. Tại vì nhiều khi Bắc Nam không có muốn làm gì thêm cái gì chút nữa là sợ sợ là một phần là lỡ có gì á là ảnh hưởng tới chị Hồng Loan, ảnh hưởng là ảnh hưởng thế nào, sợ lỡ có gì người ta có tiệc không lo làm sao để người ta đứng lên hàng thừa kế nhất không còn chị Hồng Loan nữa thì sao, thì hai mẹ con nó sẽ lên làm người thứ nhất đó, đúng không nhỉ? Nó phải bảo vệ tính mạng cho chị Hồng Loan, phải bảo vệ tính mạng cho chị Hồng Loan đó, tuyệt đối. Tại vì cái tài sản của Bắc Năm cả nhà biết đâu có nhỏ đâu, nên lòng tham của con người cả nhà có gì đơn giản. Cái nhà đối diện mạo nhân với bên em mua phê á, người ta đã kêu bán 60 tỷ rồi. Cái nhà đối diện, cái nhà nghĩ cái nhà của Bắc Năm bên bển ít nhất là bao nhiêu? Nó gọi là vô giá luôn. Cái nhà của ông Hoàng Hồ Quảng nó phải nói là vô giá luôn. Các bạn nhà thấy không, chị Hồng Loan ăn nên làm ra cũng căn nhà này phải nói là bạc tỷ đó cả nhà. Đó, bao nhiêu hàng hóa được các khán giả yêu thương, và nhiều người ta muốn tới để biết cái nhà của nhà của nghệ sĩ ưu tú Linh ở đâu, đúng không nha? Thì đó, tới và nhìn là biết. Ngày xưa hậu nhân không biết nhà của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở đâu hết trơn, đi chạy phải 4-5 tiếng đồng hồ mới tới đây cái nhà, từ mình dung ở đây, tại lên đây rất là nhiều đường luôn, mình chạy mình hỏi thăm chạy vòng 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 chạy hoài mới tới đây được. Hồi xưa mới làm YouTube ngu lắm, anh em chỉ đi vòng 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 mà đi đúng cái giờ nó kẹt xe nữa. Ôi ôi tay chạy tay cầm điện thoại tới đây, ba nhà thấy không? Bởi hậu nhân thiệt sự ai nói gì nói, ai nói ai làm gì làm, hậu nhân cố gắng hậu nhân quay hết drama này đó, ở đây quay chia sẻ chị Hồng Loan cho cả nhà mình xem, quay mỗi ngày bữa nào bệnh thì mình nghỉ ở nhà, bữa nào khỏe mình chạy đây quay, quay giờ nào mà mệt đi về nhà nghỉ, đi ra nhà có xa thiệt nhưng mình cố gắng mình làm quay mình chia sẻ hết lòng hết tâm. Khi nào mà chị Hồng Loan xong cái việc pháp lý này xong rồi á thì nếu mà quay quay bình thường được thì quay,
Còn nếu mà không được nữa thì có drama thêm nào khác nữa, Thảo Nhân sẽ đi quay drama khác. Thảo Nhân hứa lòng vậy á. Bởi ngày hôm nay á, nó thật sự nó đúng ra ngày hôm nay là cũng là một cái ngày phải nói là rất là nhiều anh em hội tụ ở Bà Rịa Vũng Tàu, rất là nhiều anh em luôn đó nha. Hôm nay là thầy về, ông mới làm ngoài, ông thầy về nhân quên tên nè, đó ông mới ra đó, ông qua anh em quay quá trời quay. Thảo Nhân tự nhủ với lòng chị Hồng Loan chỉ còn chừng vài tháng nữa là xong rồi, mình cố gắng mình ở đây mình quay chia sẻ mỗi ngày, dù tiền ít tiền nhiều cũng được, ngày kiếm 200.000, hơn thì 300.000, hơn nữa thì 400.000, nói chung quay cái này là cũng hên xui cả nhà. Ngày nào có nhiều cái để quay thì sẽ đỡ hơn, không có thì ít hơn, nhưng mà sống được mừng. Tại vì cái làm cái nghề này nói chung là nó cũng thảnh thơi cả nhà, cũng không có nặng nhọc gì hết, mình cứ đi có gì mình quay, không có là thôi, cứ tập trung chịu khó làm, chịu khó lời ăn tiếng nói để mà làm việc thôi. Thảo Nhân rất là mừng vì được cả nhà yêu thương cũng như là yêu quý, rất mong cả nhà hãy đăng ký cũng như là like chia sẻ giúp Thảo Nhân nha cả nhà, tương tác với Thảo Nhân chỉ dạy Thảo Nhân nhiều hơn để Thảo Nhân có thêm nhiều kinh nghiệm để mà làm những video hay hơn để mà chia sẻ cả nhà đó. Thì chiều nay thì qua trước nhà chị Hồng Loan thôi, quay mỗi ngày. Bữa đi về quê mới vô á thì có rất là nhiều cả nhà nhắn tin luôn, Thảo Nhân đã trở lại, con về Sài Gòn rồi hả? Dạ trời ơi mừng, trời ơi tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình nó mừng làm sao luôn á nha, mừng hết lớn luôn á, mừng vì được cái nhà mới về tới cái nhà, mừng cái nhà nhắn tin thôi, ồ con về bảo vệ chị Hồng Loan là hả? Nó dạ thật sự là về quê xong rồi mình vô được cũng ca được cô chú anh chị nhớ, mình cũng rất là mừng á, rất là mừng, mừng vì được mọi người thương như vậy, nó rất là ấm áp, rất là quý, quý lắm luôn. Dạ thì video cũng khá là dài rồi, Thảo Nhân cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn, chúc cho cả nhà đang xem kênh Thảo Nhân á thật là nhiều sức khỏe, nhiều thành công nha. Dạ thì xin chân thành cảm ơn cả nhà.